Câu 72 trong phần phân loại học kỳ 1 ha. Hỗn hợp ít E chữ 2 amin đều no đơn chức. Amin đều no đơn chức thì các bạn sẽ đặt công thức là chúng ta sẽ có 0,2 mol ha. Rồi. Hỗn hợp gồm có 2 amin no đơn chức thì đặt là CN trung bình này, H2N trung bình cộng 3N lớn. Rồi. Và chúng ta có 2 và 1 hydrocarbon. 1 hydrocarbon. Rồi. Đốt cháy thì cần 2,7 lít mol không khí ha. Lưu ý đây là không khí nha các bạn, mol không khí. Thì không khí là có nitơ. Có nitơ và oxy ha. Rồi. Thì oxy là chiếm 20% thể tích không khí, còn nitơ là chiếm 80%. Để cho như thế. Chúng ta sẽ bấm là thể tích. Số mol của nitơ 2,16. Còn tất nhiên oxy sẽ là còn lại, các bạn trừ ra. 0,54 mol oxy. Rồi. Thì sản phẩm thu được sẽ có CO2. CO2 này. Nước và nitơ. Để bài nói là dẫn cái sản phẩm cháy này qua dung dịch NaOH đặc với khối lượng bình tăng, thì dung dịch NaOH đặc hấp thụ cả CO2 và nước. Cho đó khối lượng bình tăng chính là tổng khối lượng của CO2 và nước này là 21,88 gram ha. Còn khí thoát ra sẽ là khí nitơ. Ta bấm số mol khí nitơ ở đây, khí thoát ra này 49,616. Là 2,215. Rồi, chúng ta đã tóm tắt xong chủ đề và hãy tìm công thức phân tử của cái hydrocarbon đó. Ok, thì ý đầu tiên là chúng ta sẽ phải giải quyết cái số mol của CO2 và nước các bạn nhé. Thì đặt cho CO2 là ít này, còn nước là y. Thì chúng ta sẽ có hệ phương trình ngay để chúng ta bấm được ít y thôi. Đầu tiên là tổng khối lượng của CO2 và nước. Chúng ta có 44 ít cộng 18 y bằng 21,88. Thứ hai là chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố O. Đấy, thì chúng ta có 2 ít này cộng 1 y bằng oxy là 0,54 và nhân 2. Thì từ đó sẽ có được ít y. Đã quyết định xong ha. Không phẩy 305 và 0,47. Rồi, đã, chúng ta đã có xong CO2 và nước. Rồi, ý tiếp theo thì chúng ta phải làm động tác như sau. Chúng ta phải hiểu rằng là cái số mol nitơ mà đề bài cho ở đây. Đó, là nitơ này sẽ gồm có hai thành phần. Là nitơ có sẵn trong không khí. Nitơ có sẵn trong không khí. Và nitơ được cháy, được tạo ra từ cái amin. À, nitơ từ đây các bạn. Nó sẽ chuyển qua nitơ ở sản phẩm cháy ở đây. Đó, chúng ta có hai ý như vậy. Vậy đây thì chúng ta chỉ cần bảo toàn nguyên tố N thì chúng ta sẽ biết được bảo toàn nguyên tố N nhé, thì chúng ta sẽ biết được cái A, số mol của amin. Bảo toàn nguyên tố nitơ này. Đó thì chúng ta sẽ có A cộng cho 2,16 bằng 2,16 nhân 2. Nhân 2 nhé, bằng 2,215 và nhân 2. Hãy suy ra A vào. Rồi.0,11 là số mol của amin.
Rồi, thì đó chúng ta sẽ suy được số mol của hydro carbon luôn. Suy được số mol B. B là số mol của hydro carbon ở đây. Thì sẽ bằng tổng số mol là 0,2 ha. 0,2 này các bạn trừ cho 0,11. Vậy thì số mol của hydro carbon sẽ là 0,09. 0,09 mol. Rồi. Tiếp theo thì ta có thể bỏ luôn cái số mol nitơ này thì cũng được. Bỏ nitơ này đi. Và chúng ta sẽ hiểu rằng cái nitơ được sinh ra do đốt cháy amin. À, là đốt cháy từ A này ra này. Đó là A trên 2 đúng không? Là A trên 2 mà với A là 0,11 thì A trên 2 là 0,055. Đó, 0,055. Thì chúng ta chưa biết cái hydro carbon này là gì đúng không? Do đó thì chúng ta sẽ phải áp dụng một cái công thức quen thuộc của chúng ta. Đó là chúng ta lấy số mol của CO2 trừ số mol nước ha. Lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước này thì bằng số mol pi trừ số mol của hợp chất hữu cơ và trừ số mol của nitơ được sinh ra từ phản ứng cháy. Chúng ta sẽ có tương đương ở đây các bạn. Nha, mình sẽ có tương đương ở đây. CO2 của chúng ta là 0,305. Nước là 0,47. Số mol pi thì do số mol pi chúng ta chưa biết, nhưng mà trong cái amin thì sẽ không có pi vì amin này là no đơn chức hở, còn pi có, nếu có thì chỉ nằm trong cái hydrocarbon này thôi. Số mol hợp chất hữu cơ của chúng ta là 0,2, còn số mol nitơ được sinh ra từ phản ứng cháy là 0,055. Đó, thì từ đó các bạn sẽ bấm được số mol pi ha, bấm được số mol pi ở đây. Nó có thể bằng không cũng được nhé các bạn, nó có thể bằng không cũng được, không có nghĩa là không có pi no ăn can. À, các bạn bấm nó là 0,09. 0,09 mol. Rồi. Như vậy là khi mà có được 0,09 mol này rồi đấy, thì các bạn sẽ nhìn lại cái số mol pi. Nhìn lại cái số mol pi và số mol của hydro carbon. Đây chúng ta có số mol hydro carbon B này bằng 0,09 mol. À, vậy các bạn lập tỷ lệ là số mol pi chia số mol hydro carbon này thì nó sẽ ra 1, đúng không? Nó sẽ ra 1, vậy là anken rồi. Đấy. Ta làm tiếp. Và sẽ lập tỷ lệ nhé, số mol pi. Lấy số mol pi này chia cho số mol của hydro carbon ít. Số mol pi chúng ta vừa tính là 0,09, tại vì pi amin là không có pi rồi các bạn nhé. Amin no rồi bằng 1. À, nhưng mà là có 1 như vậy là anken. Anken. Rồi, vậy chúng ta sẽ hiểu rằng là trong cái bài toán này chúng ta sẽ có amin và anken. Amin và anken. Và chúng ta sẽ có hai phương pháp. Một ấy là các bạn dùng đồng đẳng hóa và hai chúng ta tạo bảo toàn sơ. Rồi chúng ta sẽ hiểu rằng thế này. Chúng ta có amin, hai amin no đơn chức là công thức trung bình. Rồi, có số mol là 0,11. Và tất nhiên là chỉ số trung bình thì phải lớn hơn 1. Chỉ số trung bình của amin này phải lớn hơn 1. Rồi, còn anken chúng ta công thức là CmH2m nhé. Ở đây các bạn bảo toàn C. Có số mol là 0,09. Khi chúng ta đốt cháy xong thì có số mol CO2 của chúng ta là 0,305. Thôi là 0,5. Đó, thì chúng ta bảo toàn C chúng ta sẽ có gì các bạn nhỉ? Bảo toàn nguyên tố carbon. Đó, các bạn sẽ có là 0,11 nhân N trung bình cộng 0,09 nhân M bằng 0,305. Đó, thì đây các bạn sẽ chọn ha. Sẽ chọn. Chọn. Tất nhiên là với M là anken thì M này phải lớn bằng 2, x là 2. Vậy nếu chúng ta chọn M bằng 2 thì xem N trung bình của chúng ta có thỏa không. Đó, M bằng 2, 0,305 các bạn trừ cho 0,09 nhân 2 chia 0,11. Đó, thì N trung bình chúng ta là 1,136, vậy là hợp lý đúng không. Đó, vậy thì anken chúng ta sẽ là C2H4. C2H4 đáp án của chúng ta là đáp án C. Và khi chúng ta chọn M bằng 3 lên đó, thì cái N trung bình các bạn bấm ra nên sẽ bé hơn 1, nên sẽ không thỏa. M các bạn chọn từ 3 trở lên
thì cái n trung bình các bạn bấm ra nó sẽ bé hơn 1, nó sẽ không có thỏa nhé. Rồi như vậy là với đáp án là m bằng 2, C2H4 là nghiệm nhất, và đáp án chúng ta đã đáp án C câu này. Rồi, đây là một câu hỗn hợp gồm có amin và các hydrocarbon các bạn nhé, và một câu phân loại có thể ra trong học kỳ 1 ở chương 3.